Hello, welcome to my channel. Mèo, nay mình chơi 8 trò đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Brawl Star là trò đầu tiên. Ui, giao diện game này mở ra rồi. Mình chỉ chơi trong cái màn đại chiến robot. Chơi được không? Đấy, chơi được à? Sinh tồn thôi. Đánh con. Rồi rồi rồi. Đi thôi đi thôi. Sinh tồn. Trời. À, nhiệm vụ của mình là phải đi đấm bỏ những cái thằng này, đúng không? Loại bỏ những cái thanh niên kia. Ủa, kinh đấy, lắm thanh niên đấy. Quay. Ờ, hồi máu thôi, máu thôi. Wow, mình đang thu thập được khoảng 7 cái tia sét này. Thế là mình cao nhất bản đồ còn gì nữa. Ở đây có một cái hòm này, thịt luôn cái hòm này đi. Sinh tồn, à chúng ta còn 2 chiến binh còn lại trên bản đồ. Tại mình ăn được 8 cái tia sét này rồi. Đâu rồi? Không bọn nó đâu hết rồi. Đâu rồi? Ô, mạng đang lát rồi ơi. Đâu rồi? Đấy. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Rồi. Hoành tráng, hoành tráng. Thoát luôn. Mình chiến thắng luôn này. Tên. Rồi, đi sang một cái game tiếp theo. Đó chính là cái trò Redfall. Chúng ta sẽ vào cái giao diện của cái màn Green Hell. Chúng ta đi trong Green Hell nhé. Màn 6 cùng với Soccerball. Wow, nét thế. Nét vai trưởng luôn này. Mình cảm giác là nét như kiểu là một cái màn hình bình thường mình quay lại. À, mất bao nhiêu công sức chỉnh góc, chỉnh các kiểu. Rồi, chúng ta sẽ điều con xe ra đây. Ủa, có cái con bot này không đáng ngại gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy gỗ này ra đây. Do đây là cái màn đầu tiên, cái thủa ban đầu ấy, nên là chưa có cái vũ khí gì nó hiện đại cả. Còn là thô sơ được, gỗ này. Mấy cái gỗ toàn bằng gỗ hết. Mình lại sắp kết thúc cái màn này nơi đấy. Đó, chúng ta sang cái màn tiếp theo. Đấy. Đây lại đẩy cái khúc gỗ này xuống này. Thì đây chúng ta sẽ dùng cái con xe này để làm bàn đạp để sang cái màn tiếp theo ấy. Về nhất này, về nhất này. À, cái cho em chỉ có về nhất, có một mình chơi rồi chứ về nhất. Ui. Xin nó nhảy đây để bầu víu vào. À, mình sẽ sang một cái game tiếp theo, đó chính là cái trò Tank Star. Ok rồi. Mình đã quay nét như Sony luôn. Mọi người có thể chứng kiến. À, đây chính là hai con xe chúng ta. Nó hơi bé nhỉ. Mình đứng đây, mình sẽ cẩu.
Wow, bắn cái tia tia laser đi gì bắn kinh thế, đéo nhỉ. Yeah. À cái trò này zoom lên này, zoom lên cho to. Ui 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 ui, ở khoảng cách gần này chúng ta sẽ zoom được. Nó đây này, chạy đâu con trâu, chạy chạy. Ui tưởng nó phải có một cái pha gì nữa, nó còn như kiểu là nổ tiếp hay tia laser chiếu trên đầu xuống. Mình quay ra mình ăn cái hoàng ngọc không. Ô, mưa đạn à? Ô, có đám mây mang đạn này. Tuyệt vời. Mình không ngờ cái trò này nó hay hơn mức tưởng tượng của mình rất là nhiều. Mình chơi mua cái màn tiếp theo đi. Và con xe được đấy. Đây là hai con xe tăng khác nhau. Mình zoom lên nhé. Đó, khoảng... Ơi. Đấy đang điều khiển này. Khó nhằn đấy. Wow, cái đạn đấy đạn gì đấy? Chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Zoom lên nhá, zoom lên. Đó, zoom này to, bắn thích này. Ui, ui, ui. Con xe mạnh hơn con xe vừa nãy mình chơi. Wow, nó bắn cái gì lên rồi đấy. Wow. Không ăn thua, không ăn thua. Không ăn thua. Hồng trần trên đôi cánh tay thôi. Ô, bây giờ mình mới gây sát thương nó một tí. Lần này phải bắn chuẩn hơn. Wow, có những con ma, có những con báo, có những con rơi ở đâu này. Ô, cái đạn nó hay vậy. Hay quá đi. Wow, cái đạn mình cũng hay không kém đâu. Tuyệt vời. À, trúng đạn rồi. Đây, mình sẽ cầu vào. Không trúng, cay. Ôi nó bắn cái năng lượng này. À, mình ăn được cái đạn này rồi. Mình nhầm thẳng đầu luôn. Quá chuẩn xác. Cái file bắn luôn xịt lên thôi. Nghỉ luôn. Cái gì đấy chơi bẩn thế, chơi hai cái sát nhau này. Quay. Quay cái thanh niên này tự sát các bạn ạ. Ok, win rồi. Okay, sang cái trò Scary Teacher. Rồi vào đây. Definitely the best chef in the world. Đây, cô giáo đang nấu cái món súp. Mình phải vào cái phòng này để ăn súp à? Chắc vào đây ăn súp à? Phòng này khó vào đấy. Ở đây không phải một súp, đây là cái món hoa quả thôi. Đây có một cái chìa khóa dưới này này. Ôi mình sẽ không thi theo cái đường út. Mày mày mọi người nhìn này, đóng hết cửa rồi này. Con này không làm ăn được cái gì rồi. Chuẩn thôi. Rồi được rồi. Mình sẽ quyết định vào lại ngôi nhà này. Ô, cô giáo lại cái góc này. Thôi. Đấy. Nhìn thấy mình rồi. Bà nhìn thấy mình rồi. Nó chú ý ra một cửa. Kìa. Đó. Rồi. À, lại vào rồi.
Kêu lên rồi, lên rồi. Đâu cái phòng súp đâu nhỉ? Cái này à? Đích thì cái gì luôn. Đây mình sang game tiếp theo nhé. Mình đi chơi cái trò Zuba. Mình sẽ chọn một con cáo này. Chắc đây là một nhân vật ở khá ổn đấy. Rồi rồi chơi thôi. Ui, chắc đây vũ khí này. Tên trò đánh hay đấy. Đầy máu quá. Nhặt luôn bình máu. Cái gì đây? Một màn solo. Và chúng ta sẽ chiến nhau với cái con hổ này. Rồi. Trò này cũng khá thú vị. Mình đang đi nhặt những cái cung này. Chúng ta nên đi săn con hổ. Nó đâu rồi? Con lợn. Ôi, chúng ta bị khóa rồi. Con ma, đây con ma hay sao? Bắn đấy kiểu gì cho chúng. Đâu con hổ đâu, tôi nó trốn đâu rồi. Đây rồi. Bắn luôn. Mà lại đi dưới này. Trò này chỉ đi tiêu diệt thôi à? Chẳng em gặp ai anh bắn. Được đấy. Rồi mình sang một cái tựa game khác nhé. Mình sang cho Tom Hero. Super Ninja này. Ta thử vào luôn cái màn này xem nào, có cái gì không? Có cái đĩa bay đẹp lắm. Đây, đĩa bay mới. Ui, hoành tráng không? Wow. Đây chính là cái con boss raccoon. Ui, chúng xịn xò vãi. Cái này chỉ có trên phim thôi. Không ngờ hôm nay được chứng kiến ở trên kênh của mình. Quá hoành tráng.
phóng nhanh thế, cái này phóng nhanh lắm. Ui 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 ui. Đẹp thế nhỉ. Đây là cái đĩa bay của tương lai đấy. Trò chơi này đi trước tương lai khoảng mấy chục năm rồi. Ôi mình ăn được cái này này. Được một cái hộp rồi. Uầy, lại quay trở lại bình thường luôn này. Quay trở lại bình thường rồi. Ở lại được cái đi bay nữa này. Ấy, hoành tráng. Công an đẹp thật đấy. Nhìn bay này, nhìn bay này. Bay tiếp này. Kiểu như phim hành động ấy. Quá tuyệt vời. Có vẻ như cái phiên bản update này mình là hay nhất đấy, mình rất thích đấy. Chưa có trò. Haha, mình đã ăn được một cái hộp nữa. Hết rồi, hết cái ván trượt rồi. Ai ôi. À, đâm đầu đây rồi. Thì sang trò chơi tiếp theo chính là Where My Water. Cái này là Where My, trước mình cứ đọc nhầm. Thì sang một phần 7. Tập 7. Cái màn này không biết chơi kiểu gì đây. Có vẻ như chúng ta phải bơm chia hai lưỡng nước này đúng không? Cái này làm gì tiếp nữa? Bye. Hết vẹo rồi. Ơ, cái này đùn nước kiểu gì nhỉ? À, hiểu rồi. Được không? Ôi trời ơi, thiếu một tí nữa thôi. Thật là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Mình phải cho... Ô, không đủ. Đó, tất cả nước đây. Đó, có đấy. À, đây, nó bơm đằng này cơ. Cứ nhìn đi đằng nào. Mình sang trò chơi cuối cùng, Sonic. Phải đây nào. Hiện tại chỗ mình đang có rất nhiều cái âm thanh hỗn tạp đây này. Lung tung bẻng này. Để đạt điểm cao cái màn này bên trong cái điều kiện từ thời tiết này khả năng không ổn thế nào.
Đó. Vâng, nhanh quá. Ok, đó chính là tất cả những trò chơi trong ngày hôm nay của mình. Goodbye, see you.